Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 18 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhu cầu về hoa của thị trường đang tăng dần. Đối với người trồng hoa, vụ Tết là vụ mà bà con đặt nhiều kỳ vọng được mùa, được giá nhất trong năm. Thế nhưng không ít hộ trồng hoa lay ơn vàng và đỏ ở xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh có nguy cơ lỗ vốn, thậm chí là trắng tay khi nhiều diện tích hoa tại đây bị chết hàng loạt. Toàn xã Nghĩa Hà có khoảng 30 hectare trồng hoa lay ơn, thì hiện nay có tới 80-90% diện tích hoa xuất hiện hiện tượng vàng lá, tím gốc và thối rễ. Theo lý giải của nhiều hộ trồng hoa, nguyên nhân khiến cho hoa lay ơn hư hại và chết hàng loạt là sau khi xuống giống vào đầu tháng 10 âm lịch, thời tiết cực đoan, có mưa kéo dài khiến cây không hấp thụ được dinh dưỡng từ phân bón. Cùng với đó, ruộng trồng bị ngập úng nước mưa. Trước tình hình này, để giảm thiểu thiệt hại, ở những thửa ruộng hoa lay ơn đã bị thiệt hại, bà con nên thu gom và tiêu hủy tàn dư cây bệnh. Sau đó làm đất và trồng xen canh một số giống cây ngắn ngày như là rau, ớt, hoa cúc, đậu để sớm có thu nhập bù lỗ phần nào. Còn đối với diện tích hoa còn có thể khắc phục được, bà con nên khẩn trương tiến hành công tác chăm sóc như là tạo rãnh tiêu thoát nước, phun thuốc hợp lý, bón phân dặm nhằm cung cấp đủ dưỡng chất, tạo đà kích thích cho cây phát triển tốt, ra hoa đẹp đúng thời vụ, bán được giá. Trong quá trình chăm sóc, bà con chú ý không tạo các vết thương xây sát, tránh tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật xâm nhiễm, phá hại. Còn về tình hình thời tiết tại miền Trung, trong đêm nay trời nhiều mây, có mưa, một vài nơi tại khu vực Trung Trung Bộ, bao gồm cả tỉnh Quảng Ngãi, khả năng đạt mưa vừa. Với diễn biến như vậy, bà con trồng hoa lay ơn ở xã Nghĩa Hà cần làm tốt các phương pháp chăm sóc trên. Sang đến ngày mai, cùng với quá trình suy yếu của khối khí lạnh nên hoạt động của đới gió Đông Bắc cũng yếu đi, đồng nghĩa với mưa giảm nhanh về cường độ, chỉ còn là những cơn mưa xen lẫn những khoảng nắng ở khu vực Trung Trung Bộ. Nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, lần lượt từ 20 cho tới 23 độ tại khu vực Bắc Trung Bộ. Phần từ Trung Trung Bộ tiết trời ấm áp với mức nhiệt dao động còn từ là 24 cho đến 27 độ. Với khu vực Nam Trung Bộ bầu không khí mát mẻ, nhiệt độ đạt trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Trở ra Bắc Bộ, ngày mai trời phổ biến khô ráo nhưng còn nhiều mây và âm u. Nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 17 đến 22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn, dao động trong khoảng 23 đến 24 độ. Đi xa hơn về phía Nam đất nước, đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, không chỉ trong ngày mai mà còn kéo dài đến vài ngày tới, thời tiết tại đây sẽ mang đậm nét đặc trưng của mùa khô là đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 cho tới 19 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 23 đến 26 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho tới 16 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 17 cho tới 20 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 13 đến 16 độ, vùng núi là từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ, và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 19 cho tới 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3 và trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc là từ 15 cho tới 18 độ và khu vực phía Nam có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 20 cho tới 23 độ, phía Nam có nơi nhiệt độ còn cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Ban ngày có mưa rải rác, ở phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Ở khu vực phía Nam có nơi cao hơn, và nhiệt độ cao nhất phía Bắc là từ 24 cho tới 27 độ, phía Nam là từ 27 cho tới 30 độ. Trở vào Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng,
với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng là từ 23 cho tới 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ, miền Đông có nơi còn cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ đến đây cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.